Hòa Minzy hát cắt đôi nỗi sầu mà nó lạ lắm. Tăng Duy Tân đã thấy và khóc thét. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình, anh đang đeo bên mình bay đầu. Từ ballad thành nhạc bolero rồi tới cách mạng. Hòa Minzy đi hát theo phương châm ở đâu có hòa, ở đó có tiếng cười. Nữ ca sĩ cứ xuất hiện ở đâu là khán giả ngoài được nghe hát thì còn được xem hề nữa. Đúng chuẩn phong cách một công đôi việc luôn. Là ca sĩ nên cái cách cô ấy phá hit của đồng nghiệp nó cũng độc lạ dữ lắm. Cô ấy chuyển thể bản hit cắt đôi nỗi sầu từ nhạc trẻ sang bolero rồi sang đến nhạc đỏ luôn là thấy dữ dằn rồi đấy. Tăng Duy Tân xem được chắc phải nghe lại xem đúng bài của mình không bắt cắt đôi nỗi sầu bằng cả tính mạng. Anh Tân ở nhà nước mắt đầm đìa, ca sĩ thực lực có khác mấy má ơi. Ca sĩ nhây gặp ban nhạc lầy, chị hát cỡ này thì đúng là chính chủ Tăng Duy Tân cũng phải hoang mang nhiều phần. Nhưng mà phải công nhận là chị quá ư là sáng tạo luôn. Không hổ danh là quán quân học viện ngôi sao, nhạc nào chị cũng chơi được, thể loại nào cũng không làm khó được thì chị 10 điểm không có. Nhưng để mà cho ra được phiên bản cắt đôi nỗi sầu bolero và cách mạng thế này thì chị đẹp cũng phải gian chân lắm đấy nhé. Cũng là muốn bắt chen cho bằng bạn bằng bè, thế là Hòa Minzy còn phải gọi điện gấp gáp cho anh bạn Tăng Duy Tân để xin bản quyền được hát bài hát này. Alo Tân à? Ừ, đây. Tân được hát bài cắt đôi nỗi sầu đấy nha, đồng thời nó yêu cầu. Được rồi, nếu mà đã ở trên sân khấu rồi mọi người yêu cầu thì Hòa hát. Dẫu cái màn xin được hát bản hit của anh bạn có hơi cồng kềnh nhưng mà phải công nhận là chị đẹp quá ư là tinh tế. Lấy hit người ta đi hát là phải xin phép đàng hoàng. Đã xin đến cỡ đấy rồi thì ai mà không chịu cho được cơ chứ. Dù có xin phép chính chủ đàng hoàng nhưng mà chắc là chị đẹp cũng sợ bị bắt bản quyền nên chị mới lái sang các thể loại khác vậy đấy. Quá ư là thông minh, lanh lợi rồi chị ơi. Nhưng mà nói gì thì nói, phiên bản hát của Hòa Minzy cỡ nào mà đấu lại được với phiên bản của ca sĩ đàn chị Thanh Thảo cơ chứ. Trước cái màn chế nhạc này thì Hòa Minzy cũng dăm ba lần chế nhạc, chế luôn cả lời khiến dân tình cười khờ. Đến cả đồng nghiệp hát chung mà còn phải bất ngờ trước cái trình nhảy số của chị. Hòa Minzy làm ca sĩ mà fan cứ tưởng đâu chị làm diễn viên hài, chứ sân khấu nào chị cũng tấu hề không chịu được nha. Giết rồi, khán giả đi xem Hòa là xem chị tấu hề là chính chứ hát chỉ là phụ mà thôi. Anh chị đi về hay đỗ xe á? Đỗ xe không cần, nhớ quay lại. Bạn có ấn tượng với những màn ca hát, chế nhạc của bà mẹ một con này không? Chia sẻ với Gia nhé. Theo dõi kênh nhé.